dàn nghệ sĩ Việt dự đám cưới Mi Du, Quốc Trường Bảnh Bao, Ốc Thanh Vân sánh đôi cùng ông xã, Mi Du khoe thiên thần nhỏ trong lễ cưới, danh tính gây chú ý. Ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6 đám cưới của Mi Du chính là sự kiện hot nhất của làng giải trí với sự quan tâm đông đảo của giới truyền thông và người hâm mộ. Bên cạnh cặp đôi cô dâu chú rể, dàn khách mời của đám cưới lần này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Khách mời toàn những siêu phẩm trong showbiz, ai nào cũng lên đồ đẹp xuất sắc. Khi dự hôn lễ Khách mời được yêu cầu quét mã QR trên thiệp cưới để xác nhận diện trang phục màu đen, trắng. Với lý do an toàn, đám cưới của Mi Du khuyến khích khách mời không dắt theo trẻ em. Dàn khách mời có màn lên đồ độ quá đội xuất sắc, ai ai cũng súng xính xem y, xinh đẹp ngừng người đi dự siêu đám cưới. Dàn khách mời bao gồm Dung Phủ, Hải Nam, Lan Quê, Puka, Lâm Vĩ Dạ, Quốc Trường, Thung Quân Idol, Vợ chồng Úc Thanh Vân, Sĩ Thanh, Xuân Lan, Đưa Quỳnh Anh, Dung Phạm, MC Tùng Leo, Vợ chồng Lê Âu Ngân Anh, Sam, Quốc Trường là bạn thân nhiều năm của Du. Trước đó, anh từng lên thành phố Đà Lạt để dự tiệc đến hôn của vợ chồng Mi Du, Minh Đạt. Ninh Dương Lan Ngọc từ Australia bay về Việt Nam để dự cưới Du. Cô tạo dáng nhí nhảnh trước ống kính. Thời gian qua, Lan Ngọc du học tại Australia. Sống trong gần 2 tháng qua, nữ diễn viên nhiều lần bay về Việt Nam hoặc tới Trung Quốc để thực hiện lịch trình của LUNAS. Gần đây, cô tới Nhật Bản để hỗ trợ Ngô Kiến Huy diễn viên Trương Quỳnh Anh gợi cảm với thiết kế cúp ngực, điểm nhấn ở phần ngơ. Vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương nắm tay nhau khi đến mừng cưới Mi Du. Cả hai diện trang phục thon sơ ton. Cặp sao dành chút thời gian ngắn để trò chuyện với các đồng nghiệp trước khi bước vào địa điểm diễn ra hôn lễ. ca và Sam rạng rỡ trong ngày vui của đồng nghiệp. Các khách mời tham gia lễ cưới sẽ quét mã QR được cung cấp trên tấm thiệp để xác nhận. Buổi tiệc được thông báo dành cho người lớn, không khuyến khích đưa trẻ em đi cùng khách đến tham gia lễ cưới diện trang phục trang nhã. Diễn viên sĩ thanh chọn thiết kế cúp ngực, tạo dáng trước ống kính. Sau khi lưu lại một số khoảnh khắc ở sảnh, các khách mời nhanh chóng di chuyển lên khu vực diễn ra hôn lễ. Lâm Vĩ Dạ sang chảnh trong bộ vest đen, khéo léo khoe vai trần. Anh Đức lộ diện trước thềm hôn lễ đến chúc mừng Mi Du. Bộ đôi dung phạm, Sam, nhan sắc mẹ bỉm sữa của Sam khiến dân tình trầm trồ. Vừa về nước, Ốc Thanh Vân cùng chồng đến tham dự đám cưới đàn em siêu mẫu lan khuê sang chảnh, phóc dáng vàng người mê. Dung Phạm chụp hình kỷ niệm cùng cô dâu chú rể. Đáng chú ý, trước khi lễ cưới diễn ra, hình ảnh cô dâu Mi Du xuất hiện bên cạnh một bé gái xinh xắn và thần thái đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bé gái này không ai khác chính là Ella Bùi, mẫu nhí 10 tuổi từng xuất hiện trên tạp chí vô Trung Quốc và các rưu diễn thời trang danh tiếng như Gucci. Ella Bùi, tên thật là Bùi Ngọc Khánh An, sinh năm 2014. Ella đã thu hút sự chú ý của giới thời trang Việt Nam từ khi còn rất nhỏ. Cô nàng mẫu nhí dành được nhiều lời khen với thần thái và kỹ năng chuyên nghiệp. Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh khác trong đám cưới của cặp đôi. Đám cưới My Du và Minh Đạt có quy mô hoành tráng và xa hoa, quy tụ dàn sao Vbiz cực khủng góp mặt.